tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 2 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng tham khảo. Vàng SJC tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,3 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,92 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,85 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,38 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,85 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,3 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,85 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,44 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,84 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBG được niêm yết với giá là 56,3 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,9 triệu đồng trên một lượng. Tác giả: cha giàu cha nghèo. Thị trường sắp sụp đổ, nhà đầu tư nên nương nhờ vào Bitcoin và vàng. Theo ông Robert Kiyosaki, tác giả của quyển sách Cha giàu cha nghèo, cho rằng thị trường sắp sụp đổ, nhà đầu tư nên nương tựa vào vàng và tiền ảo và các loại kim loại quý như vàng để trực vượt qua giai đoạn. Ngày hôm 9 tháng 6 trên mạng xã hội Twitter, tác giả của quyển sách Cha giàu cha nghèo đã cảnh báo cú sụp đổ nghiêm trọng nhất trong lịch sử tài chính đang đến gần. Theo vị tác giả này, đà bán tháo sắp tới có thể tạo ra một cơ hội mua vào, nhưng thị trường tài chính sẽ trì trệ trong một thời gian dài. Ông đưa ra lời khuyên, hãy nương nhờ vào vàng, bạc và Bitcoin nếu bạn có thể. Business Insider cho biết, nhà sáng lập của Rick Rohnberg và Rick Dale đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về thị trường trong vài tháng qua. Trong một đoạn tweet giữa tháng 5, ông đã từng nói bong bóng lớn nhất trong lịch sử thế giới đang phình to. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã nâng lãi suất, khiến giá cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, vàng cắm đầu. Và ông cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên nắm giữ tiền ảo và kim loại quý. Theo vị tác giả nổi tiếng này, giá trị của Bitcoin, vàng và bạc sẽ tăng lên và dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hơn các loại tài sản khác trong thời kỳ thị trường lao dốc. Tại sao tôi thích vàng, bạc và Bitcoin? Đương nhiên liên quan đến tính thanh khoản. Và ông đã đăng một tweet hồi tháng 2. Mọi người đổ xô mua nhà khi thị trường bất động sản bùng nổ. Đến khi thị trường sụp đổ, họ không thể bán được nhà. Cuốn sách bán chạy nhất, Cha giàu cha nghèo. Tác giả cũng kêu gọi mọi người nên hiểu rõ tình hình tài chính của bản thân, không nên dựa vào tiền bạc của người khác và nên tích lũy tài sản bằng cách đầu tư vào kinh doanh, bất động sản và các loại tài sản khác. Bong bóng thị trường tài chính. Đáng chú ý là theo Business Insider, không phải nhà đầu tư tiếng tăm duy nhất cảnh báo về nguy cơ của thị trường tài chính đổ vỡ. Các tên tuổi lớn khác đều cho rằng thị trường sẽ sắp kết thúc một cách đau đớn. Hồi cuối tháng 6, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Grantham, nhà đầu tư huyền thoại kiêm đồng sáng lập hãng đầu tư GMO, trụ sở tại Boston, cảnh báo thị trường chứng khoán đang xuất hiện bong bóng lớn. Trong một bức thư viết vào đầu năm nay, ông Grantham từng đưa ra một nhận định tương tự. Theo Business Insider, tại thời điểm đó, dù không biết khi nào bong bóng sẽ vỡ, nhà đầu tư lỗi lạc cho biết sự sụp đổ không thể tránh khỏi và ngay cả Fed cũng không thể ngăn chặn nổi. Gần đây, sau khi xóa hết các tweet trên mạng xã hội, huyền thoại bán khống Michael Burry đã quay trở lại với một thông điệp cụ thể. Thị trường tài chính đang trong bong bóng lớn nhất lịch sử. Ông viết, mọi người luôn hỏi tôi rằng chuyện gì đang xảy ra trên thị trường. Đơn giản thôi, bong bóng đầu cơ lớn nhất mọi thời đại đang thành thành. Và dường như nó liên quan đến một thông điệp cũ của phố qua, bò kiếm tiền, gấu kiếm tiền, nhưng heo thì bị cắt tiết. Ông cũng đã nhiều lần cảnh báo nhà đầu tư đang quá tham lam, đầu cơ quá mức, chịu quá nhiều rủi ro và theo đuổi lợi nhuận phi thực tế. Và
đến đây bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.